Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tiếp tục tràn xuống một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm trời dịu mát. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 24 độ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, vùng núi 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết nhiều mây, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25 đến 28 độ, phía Nam 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết ít mây, ngày nắng, nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, riêng chiều tối và tối có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.